cân của mẹ. Thích ăn diện lấy le. Bạn bè gọi có mặt riêng, ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ, chơi hết đời tuổi trẻ. Hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé. Vì nó là con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng của mẹ nó. Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi bà đẻ nó.